dính là có hai, có hàng à. Trời ơi, hai cái đầu cũng được luôn, hướng nào chưa nổi, nó vô cái mục nầu gì vậy. Nó nữa anh em ơi. Làm cả 1 ký à. Cả 1 ký. Rồi ok, mình lại gặp nhau các bạn ơi. Thì bữa nay tiến hành thay máy gắn nha các bạn. Hổm gà lâu quá chữa thăm luồng 7 này. Mưa gió quá trời anh em ơi. Mưa cấp này mưa khủng khiếp mưa. Hôm nay chủ yếu đi thay đạn cho mấy đàn em mình thôi. Rồi tiếp tục lên đường. Thì giới thiệu luôn nghề đó anh em. Đây lúa. Thì thường thường mình đem theo 7 thì mình đem theo nhiều. 7 cái 7. Ok, thăm thôi. Rồi, buồn chuối bây giờ nó đã bị éo lẹp bình. Cái 7 chỗ nào vẫn còn nha anh em. Thì đầu quay vé mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn và các đồng nghiệp ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Đã đồng hành cùng mình trong thời gian nhiều năm qua luôn á chứ. Thôi vui thôi. Cố đẩy ra ta. Là chuột éo leo tình này. Trời, chuột còn sống má ơi. 10 ngày. Chuột thần đồng của anh. Ok. Rồi, lại đây cái bờ chuối. Bờ chuối này của mình đã tan tành thay mây khấu rồi anh em ơi. Bị đứt đầu hết trơn à. Bảy thì mình ra đằng kia, bờ thứ hai của mình. Sao này bị xả giữ thần cho ta. Chú Dượng nó cũng chơi chiêu kỳ vậy. Rồi con chuối mình éo leo tình luôn kìa. Thôi thăm thôi. Mấy chỗ này mình gài cũng khá là lâu rồi. Cái ca mình thấy cái bẫy mình đây không này. Đạp banh chành đi. Dùng này thì gài không bao giờ mất bẫy anh em. Chắc mất lắm. Quan trọng là một khi chú vừa ông thấy ông đạp thôi. Rồi thôi, chuồng sống luôn má ơi. Mười mấy ngày anh em, mà chuồng sống. Mưa hôm gà quá thăm. Thì anh em cũng xem rồi, cái luồng bẫy này là luồng bẫy đặc biệt của mình. Luồng bẫy này bây giờ mưa quá trời, nếu mà có trúng gắn thì cũng là sự may mắn thôi anh em ơi. Không gà mưa như quỷ vậy. Nó mới hạnh nắng lên nè. Có mùa xuân nhỏ nhỏ rồi. Thôi thăm thôi. Cuối hè thôi, tìm sự may mắn ra. Rồi không có may mắn đâu, con gắn bị con chuột xử rồi, cái thứ ba luôn. Ok rồi, vẫn tiếp tục tìm sự may mắn anh em ơi. Rồi xong là bông mới về. Trời ơi, mi li cọt một em thứ hai mới khen trời. Các ông trời ông làm nè anh em, quá dữ chưa, khủng khiếp chưa. Thôi thăm thôi, tìm sự may mắn của mình thôi. À dạ. Rồi sao thầy lại từ lừ đây. Trời ơi, chuột mình công nhận nó hay thiệt. Nó xử con gắn rồi nó chết luôn. Thú quá chị sẽ nổi. Rồi thì dông tố kéo đến nữa anh em ơi. Si chân mình luôn. Sang đêm hai đêm cái si chân mình luôn. Tìm hàng khủng thôi. Không phải thay chuột, không phải thay màu được các kiểu. Ôi, chuột nó gắn chết hết. Rồi mi li cọt nữa. Nhỏ hơn chỉ nhỏ luôn. Ủa? Trời ơi trời, nhỏ. Nhỏ tệ luôn. Chắc hết gắn luôn rồi. Sao không lên gắn bự là sao ta? Nó nhỏ không vậy? Rồi cái này khui hàng luôn em ơi. Hết 7 rồi. Hết 7 phụ rồi. 6 7 cái rồi. Trận chủ vườn cũng đầy với 7 này. Chính mít luôn rồi. Không có đại dưới thần gì đâu luôn. Rồi con heo. Rồi con heo anh em ơi. Ngon anh em ơi. Bích lọc luôn rồi nè. Con heo này chắc nhỏ à. Wow wow. Yên.
em nghe. Mẫu hàu hàu đầu tiên, bích lợp luôn. Rồi cửa hàng lên em ơi. Rồi khách hàng luôn. Cũng được mấy con nè. Lô tai các kiểu nè, sáng giờ chết quá trời, đừng có heo cũng được. Hay là cũng tầm ký 1 ký mấy anh em ơi. Bắt luôn nha. Gắn trên tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi ok. Rồi lắm hàng em ơi. Wow. Giá lý tí là tí không, cái này chết ruột. Sáng giờ tẩu quá kia câm con chuột rồi đó. Mưa mưa. Rồi, tiến hành là bắt con gắn khủng trước rồi nè. Nó bắt con hành nhỏ trước đi. Con nhỏ trước thì để bắt con hành hổ hèo bự cái nó nhoi nhoi mạnh. Tháo mẹ nó cho rồi. Trời ơi, cái này mới đi cọt. Kệ đi, có hàng là được rồi. Ước mong gì nữa. Trời ơi, được dính là mừng rồi. Mà cái này chắc về thả hết em ơi. Nhỏ quá nhỏ. Gắn mà lửa 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 tâm ly muốn chua muốn lọt luôn, các bạn biết cỡ nào, gắn bự cỡ nào, chết gắn chết cho tụi lướt me, trời ơi cái nè, về nhà thả nha, thả một vòng khu vực mình thôi, khu vực hết gắn quá, mà làm gì hết được, có nhỏ dính này chưa dính gắn bự làm gì còn gắn bự chưa, hôm nay đâu, một cái đầu tiên rồi vô, chết từ lướt me cái nè, quá dữ rồi, phúi. Cái này gắn chết bỏ qua nha. Này chết con nó hai con. Để lâu quá. Chuột của nó bự quá nó cắn con gái chết queo. Rồi bắt con hành này ra luôn. Kẹp thôi. Chứ mấy con mà xài được có hai con. Xài được con mà con mấy này nhỏ về thả hết. Rồi bắt là lẹm bắt hành luôn. Cái luồng này thì mình thăm ba mấy cái anh em người đặc biệt của mình, tăng thêm mấy cái nữa, ba mấy cái thì tham cho bạn em lần em chứ để thua anh em hoài sao. Rồi tiến hành bắt con heo khủng nè, tâm huyết của mình biết lâu nay mới được. Rồi ok, tiến hành bắt con heo khủng anh em ơi. Con khủng nữa tìm vô lưới 70 không 79 không chứ không chết là mai em phước lắm, mà không chết nhanh hai vô 79 nữa. Nó bự từ vô 79 không, 80 không thèm vô. Vô này éo lèo tình, con sống cứ ngắt nó giờ. Bích cái hôm luôn. Để xu luôn em ơi. Xu cái luôn đi. Đây. Trời ơi cái này. Rồi, xu luôn. Xu luôn. Xu luôn, chơi luôn. Chơi luôn. Lọc quần em ra luôn, có lọc đồ em ra luôn chứ. Hên là hài không chết hài rồi. Ký mấy luôn hài. Cỡ 1 ký thậm ký em ơi. Ký 1 ký mấy. Trời ơi heo nhỏ dính quà mà chưa lớn hài bự. Tìm vô 7790 không. Rồi ra cũng ra. Ừ. Ừ ra đi cái đầu có đuôi đây. Ừ đuôi. Ơ bự 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 em ơi bự bự. Ở ký ngoài này xiên luôn. Nó nữa anh em ơi. Tầm cỡ 1 ký à. Cỡ 1 ký. Vô. Lên nha, lên hàng khủng nha. Rồi. Ok, vô. Ngon. Mưa mưa nè mà sao mà không ai chạy ta. Nhờ trong mấy vừa anh em chứ luồn bảy ngoài đồng thua. Rồi, ok, chờ tiếp theo nha. Mưa tới nữa chắc chạy trong mưa quá. Trời ơi, nãy giờ không bấm máy quay luôn. Rồi, tụi em hành đó anh em ơi. Nãy giờ không bấm. Rồi, thăm trong cơn mưa bão rồi nghe anh em, chơi luôn. Chèm mẹp hết rồi anh em ơi. Có đống già này, có con gắn là bự bự không. Ngắm lên con nhỏ này nè. Rồi, chắc đi luôn quá. Dở lên, thấy em đi được. Ê, có hạn anh em ơi. Mà nhỏ nữa. Rồi, gắn nảnh sơn phá tản thần nè. Trời mới ăn chuột luôn. Mới nắng lại gắn chuột nhỏ mà nó ăn chuột hồi ổng hú quắc đó nè. Rồi tiếp tục khu này lên giữ được chứ. Rồi tiếp tục chơi màn thứ hai là bộ im anh em, hai cái được hai con.
quan trọng cái thứ ba gãy đâu nè. Khu này thì mới chạy nền ở đây, chắc đây qua chỗ lạ lạ nè, chỗ lạ lạ nè, hy vọng ra mới chạy nền chỗ này. Nặng nhọc gì không đây, hơi nặng nặng nè, gì đây, hố ngựa nó nhiều quá rồi, hố ngựa thân yêu luôn. Chống anh Hoài với em, đầu em đâu rồi? Ừ, hố ngựa vô 80 đời dương của lỷ nè, thả luôn rồi, tiếp tục khai đao nha em ơi. Trời cũng mưa có chùm mẹp hết trơn, ở chỗ này cũng hay dính gắn đó nè nha. Mùa lần trước lại thì đây nước nó ngập, nhưng lại hy vọng nước được ngập nha. Trời ơi, lại cỏ kỹ nè, rồi chứ này ngập nữa hay gì, nặng nặng dữ vậy, nặng dữ vậy không, nhỏ luôn, nước ngập mà nhờ hên chuột vô trước, gắn vô trước chứ giờ lên trên tẹo quá. Ok, dính quá ngon em ơi. Rồi tiếp tục này. Cái bẫy này thì mình dài 8 năm chống pháp thôi vậy, 9 năm chống pháp thôi vậy, mà thường xuyên không dính. Rồi chứ này thì dính không nha, bà chỗ này thì quá trời ngon luôn. Trời, lúa một đợt ngoài dữ vậy, nặng 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 này sẽ dính rồi quá, dính là có hàng, có hàng à. Trời ơi, hai cái đầu cũng lượt luôn, hai ba cái đầu luôn, thứ nào chịu nổi, nó vô cái mục nồi gì vậy? Trời ơi, trời không vô, thôi vô nồi dữ ba nhỏ nhỏ không, cái này phải không phải thì cách hàng đâu nha anh em, dính quá trời dính rồi mà nhỏ nhỏ quá trời. Bởi vì đây ca mình nói chính xác nha anh em, bảy ngôi đồng người thua người trong vườn, cái này trong vườn nó mới dính thôi, mình thăm không dài hai luôn ở ngoài, ngoài vườn rồi đó, ngoài ruộng rồi đó mà chất quất rồi, có phần nữa nè mày, có hành nữa, trời ơi. Rồi tiếp tục hết bảy phụ nữa anh em ơi, bảy cái hết luôn, nó dính dữ thiệt. Tính đâu hết bảy ra giờ còn một cái rồi, cũng trên mặt gắn này mày. Chơi đại lộ luôn nha. Chơi hồi ngang chảy vớt điện thoại cái này còn má ổng ra nè. Rồi lắm luôn. Để nghe tay dầm dòm, quá trời dầm dòm. Dầm dòm kệ đi. Mắt gắn thì hết bảy rồi. Rồi khui tóc hành luôn em ơi. Đây là tay dòm quá. Quá dính. Gắn cái điều này chết em mình chơi ngay à. Ứng xong luôn, bọt cho mẹ xe đải. Đúng không? Qua được không? Xe đải cành xe cây luôn. Hên. Rồi tiếp tục của anh em ơi. Con hổ ngựa thì để anh bắt sau nha. Biết ông nội là hổ ngựa đó nè. Con hổ ngựa cá táp cái bập cái phụ mỏ đi. Ok. Game em đi má ơi. Gan ní, ní ní ní. Siết chữ ní, gan nhì. Kinh quá. Cái nhì nổi không, đây không biết nó đâu. Thôi kệ vô đại đi. Tóc hành cành đạo. Đó là ngon hại. Rồi, tiếp tục. Thâm thẳm gài, mấy luồng kia có dính khỉ gì đâu. Rồi, cái đâu. Wow. Mình giọt, mình đi hít. Quá dữ rồi. Để con cái mình xem cho các bạn dính hai gắn lượt nè. Con tiêu ta. Con cái dính hai con.
hai khổng hành luôn, dính một nụi trong đây nè. Cái này gà được chừng 8 tháng rồi chứ, chừng dính dính được hai con. Đó, đó, nhìn đi còn. Hai đứa này vô đằng đúng rồi chừng nào, chạy đi vô đi. Ê, ê, đừng ra mời. Ê, dính liền mí luôn. Thiệt đó chứ phải giả đâu nghe. Giỡn giỡn đâu nghe. Rồi nó tốn thôi. Nhỏ nhỏ không. Rồi, đây nè. Rồi. Rồi cọt luôn. Thôi ngửa bắt sao nha. Con người nhỏ à. Wow. Ngon anh em ơi, ngon anh em ơi. Ngon dữ lắm rồi anh em ơi. Rồi vô luôn đi. Vô luôn. Ừ. Trời phải bay. Trời không người bắt sao các bạn. Không người giá thả luôn. Mưa bão cũng chơi luôn nha. Mưa rút gắt luôn. Mưa rút gắt lặng ngắt luôn. Khui luôn. Nhóm nhóm hả? Rồi em yêu còn chuột. Ơi còn lúa cho bạn. Vô đạn. Đợi nha em. Hôm nay em nằm đợi nha em. Ok. Đơn giản vậy thôi. Trong đây còn một cái nữa. Trời ơi, gì vậy? Đốt thì thử lự thử rè nha. Rồi, tấn công vô lùm Amazon luôn. Cái bên nè, hai cái gần gần nhau luôn. Và hai cái gà hai mép. Mép đây mép bên kia. Đấy em đâu rồi? Chắc trong đây quá. Bụi chuối quá. Đây đây. Rồi phân thử lừ luôn. Thấy thấy gầu nha te nữa. Rồi hóa hành luôn. Ok. Hai cái dính cái ngon lành này. Chị luôn. Ây da, trời sụp lỗ luôn má ơi. Sụp hai chuối luôn rồi. Sụp bụi chuối. Chỗ này me lâu lắm, bọng bọng, thịt đã luôn. Bọng gần luôn. Có đi hoài vậy ta. Còn chuột luôn. Ok, đấu. Đợi, cứ định đợi mà. Có hiểm này, hiểm là đã quá trời đã. Chơi luôn. Chờ đợi món mòn em gắn bự. Chờ hoài chờ quỷ mà không thấy lên. Cái hí này. Chuột rút luôn. Trời ơi chuột rút đầu luôn. Đợi luôn. Rồi. Tiến hành bắt gắn luôn em ơi. Ây da, không yêu thích nha. Mắt mơ muốn si trong mình luôn rồi. Cái chiếc này được cái hai con anh em, con hổ ngựa. Con cái này chắc chuột chứ. Đây còn chuột. Ok, cái hình bắt gắn luôn. Chứ hiệp này có hai con anh em ơi. Mình thăm nãy giờ nửa bảy rồi đó. Hơn nửa bảy rồi đó. 30 cái. Ba mấy cái mà mình thăm tầm 20 cái à. Chút quất mấy cái đầu dính đảo quá trời, mà cái sao chút quất không không dính. Nắng nắng có nắng lại rồi, cũng khỏe anh, khỏe mình lại đó. Nóng cái lưng lên đó. Thế vậy chứ si, đang nhạt mũi rồi đó. Thôi, bắt thôi. Hy vọng em nó sẽ nhị nha. Các me ly giết không anh em ơi. Băng sát. Hôm nay nó dính nhiều cũng đỡ. Cũng dính nhiều là băng nè. Nó không ra đó. Không gà chùm màn không. Rồi ok. Rồi. Em này nhau nhau đi nữa.
Rồi tiến hành bắt em hố ngựa luôn. Ủa đâu rồi? Ủa người này chắc thả nữa quá. Con hố ngựa này thả luôn. Tí tí xong về nhà mới thả. Không thả mày à. Thả mày đồng nghiệp bắt. Dạ ní. Ní. Đi ngu quá vậy ní. Rồi ok. Ây da. Rồi cắn liền. Cắn cho rụng răng hết đi. Rồi ok. Cũng ngon anh em ơi. Bữa nay nhiều. Bữa nay nhiều quá. Nửa bảy mà như là ngon nha. Con thì phải ngon chơi thôi nha. Wow. Cái dữ ở đây dữ lắm á. Lô máy thường thường chút bị lần bẻ này trong gà trong giường. Nó hoài luôn. Rồi ruộng đai màn hình. Bạch. Rồi ruộng xi. Ngày trong cái giường vớt lại cũng được. Ngon nha. Để cho em nó 3 kg rồi đó. Không ký rồi đó anh em. Hy vọng đạt đợt này được 6 kg như đợt giàu. Rồi mình vô tới hấp bà tó rồi các bạn ơi. Chơi thôi. Nó te vậy. Nâng nặng nè. Vậy đây nặng nặng đây. Rồi chắc banh sáng gắn mình nữa quá. còn gắn. Nhưng mà hơi nhỏ kệ. Nay vô mà bẻ tay rồi. Banh này. Rồi bắt giới tới tới nữa rồi anh em ơi. Dữ lắm rồi. Không. Chui thôi. Chui lùm thôi. Chỗ này thấy vậy chứ dính hoài đó nghe, đừng giỡn nghe. Chỗ này là chỗ quyền thoại của mình đó. Nghĩ ra, rồi chỗ này. Xì rồi. Xì rồi anh em. Ở bể bự luôn. Rồi, ok. Mời các bạn ly cà phê nha. Ông trời kìa. Đen thì lì luôn. Dễ lòng các bạn ơi. Gà tới hơi ruộng rồi. Nãy giờ thăm trong vườn, giờ ra tới mì vườn người ngoài ruộng rồi, chắc banh xác rồi. Thường thường ngoài ruộng cái này thì bư xạ các kiểu lum la chứ, đa số là bư. Còn mấy miếng ruộng chưa cắt à. Thôi mời các bạn đi phê mình cùng mình nha, phải chưa? 12 giờ. Mời nha. Sáng giờ chầm mày chồng quán không? Vô. Chờ tiếp tục anh em. Đợi. Khu trong vườn mới hy vọng. Giờ tới ngoài ruộng này là hết hy vọng nha anh em. Chỉ còn trông chờ sự may mắn thôi. Lùm trong đó có anh em nào ngon vô đó gài đó, trong đó mới đã đó. Mình không dám chơi nha. Mình chỉ gài ở ghìa ngoài này thôi. Không dám vô đâu. Rồi ăn về trong cái rừng dại ngoài này cho. Ui, ây da. Ây da. Chị nhảy xe. Ôi ếch, trời hết hồn ba. Ếch nhảy chủng vậy. Nó nhập vô đây. Nghe te nó vậy. Em yêu, còn yêu đời. Giờ ruộng một chút bớt vậy ta. Rồi tiếp tục. Khe nào. Gì để làm đây. Tôi thấy rồi. Không có gì để đau luôn. Rồi mấy cái này thì kiếm sự may mắn thôi anh em ơi. Bây giờ ngoài ruộng là cắt lúa hết rồi. Ủa lòng chỗ rồi. Đây quá. Đặt bên đây quá. Tìm sự may mắn. Mình đang đi tìm sự may mắn này anh em. Không có hy vọng đâu mấy cái cuối này. Wow có phần này mày, may mắn anh em ơi, may mắn anh em ơi, phần này mày nhớ cây hành cả hành cả hành cả hành cả ừ hành ô nhị. Còn may mắn anh em ơi, còn ngon lúa đang cắt là còn ngon anh em, mà bư rồi mới lỏ. Giờ quyết định còn hai cái cuối anh em ơi, hy vọng nghe may mắn nha, may mắn nha, mắn may nha, hai cái cuối cùng luôn. Đầm cỡ này nè.
chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi, chứ biết sao giờ. Rồi đổi hàng luôn, tôi luôn rồi, phải hơi chèm bẹp vậy ba. Rồi xong, rồi sẽ có đầu có đuôi lên em ơi, cứ cuối cùng cái giỏng cái này mất tiêu rồi ta, không có giỏng tình yêu chứ này đã lắm rồi, giờ mất mẹ thôi, 7 thôi, cá nó khui luôn. Trời ơi, cái gì mà ốc nó đây dữ vậy, lùm trứng ốc có thấy đây nè, quá trời quá đất, ốc đang khè ra luôn. Thôi khua hàng, chứ không làm con ngựa con anh em. Bữa nay lại chưa, con ngựa có nghéo gì nữa không, chắc chết nữa gì, rồi Citadel hay gì, rồi em yêu còn sống luôn. Rồi khui hàng. Rồi khui hàng anh em ơi, đuối thì đúng ngay trang đầu cầu bữa thỏm anh em, nhưng mà mình đổi qua đây bữa thỏm tối cái này sáng, bữa thỏm quay chối màn hình nữa chứ. Rồi tiến hành bắt cá anh em ơi, cũng ngon nghe, hôm nay cũng được nha, tầm 3 ký ngoài 4 ký cũng im rồi, vậy cũng được rồi, tìm sự may mắn của mình mà 6 cái cuối mà chắc quất anh em ơi, không dính nhiều. Cá này thì ra mình lũ một số rồi, banh chanh cũng được, vậy là may mắn lắm nha, nhờ luồng bẫy ở trong vườn, cũng nhờ trong vườn má không ra cái. Rồi ghé ghé, wow, ở đây là bao nhì để con nhì con ghé rồi, chút lòng rồi kẹt vô con gà quá đã, đây là bao nhì rồi, coi như là mỹ đi cọt không banh chanh. Hôm nay cũng có tương rồi đấy nghe, có tiền mua chuột lại đấy nghe anh em, không gà mưa không gà mưa chùm mà anh chùm mà lạnh mà rung cạp đánh ai con thứ hai luôn, con này mới đi còn hả đó, được im anh gì cũng ngon này. Ui, tính là thăm mà cù bẫy mà không cù hết luôn, ba mấy cái luôn. Ok rồi, em xin bye bye và hẹn lại gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Và cuối video mình cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn và các đồng nghiệp đã xem và ủng hộ cùng mình trong thời gian qua nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại video tiếp theo, bye bye.